nói đâu sữa. Con nãy giờ con kiếm con nổ không gặp hả? Nãy giờ con kiếm con nổ không gặp hả? Nổ đâu rồi? Đi kiếm nổ quá trời luôn mà. Nổ về trước rồi. Lại hỏi ông nội coi nổ đâu mà kiếm người hoài không gặp. Nội chết rồi. Xuống nè. Ủa ông nội đâu? Ông nội chìa khóa xong nội vô được. Rồi nó ra ngoài nè, nội ẵm xuống nè. Sợ nước quá. Cảm ơn. Cái chú nó mở giùm cái gì. Báo đại kiếm khách tại khách sạn luôn đó rồi. Sao đi luôn đâu chết luôn vậy. Đi vô vô đóng cửa nè, vô vô. Để em mời đi với ai? Mời đi mời mời. Để em mời đi với ai? Sao nội đi không đi chung với người lớn? Nên đi. Đi còn nói không nội. Ông nãy ông mọi đi đâu, nãy định ông mọi đi đâu với ai vậy? Mình nói đâu, mọi gì tết? Đây hả? Bà nội có người gạt thì to đã rồi ông. Dạ, dạ, phỏng vấn đi, ông nội đi với ai, đi làm gì? Ông mọi đi lung tung. Đi lung tung không? Ông là bị sợ lạ quá. Sợ lạ hả? Ông cũng có đi nội. Nãy con với nhà. Con nội, ông nội xin lỗi nha, ông nội. Nãy con với nhà cửa hàng đồ ăn trong cái con không tìm được. Kiếm nội quá trời. Kiếm nội hấp quá trời, hấp luôn hả? Hả? Ông nội nhà. Rồi, hỏi ông nội soạn đồ xong chưa? Phụ ông nội. Hỏi ông bà nội soạn đồ xong chưa? Vậy thì nhà ông ngoại nè. Hỏi ông nội nội soạn đồ xong chưa? Hỏi bà nội nữa. Hỏi bà nội soạn đồ xong chưa con? Sữa. Rồi hôm nay kết thúc chuyến đi rồi. Con thấy cái vòng mới nè. Giống gì chị Na. Trời cứ kiếm cùng bàn sợ khóc. Sợ nó bị lạc. Sợ nó bị lạc. Sợ nó bị lạc quá. Sợ bị lạc đâu? Lạc ở nhà cô. Lạc chắc muốn ở nhà. Nhà nhà mình quá. Vậy hả? Lạc cái chỗ ăn phải không? Dạ đúng. Dặn ông nội đi. Dặn nội mốt đi đâu phải đi chung. Ông nội đừng có đi lung tung cái nha. Ông nội đây nè. Ông chán lắm ông tèo mượn luôn. Ông chán lắm mà. Con mở luôn á. Con mở luôn á. Ở nhà cửa hàng đồ ăn trong cái. Nó nhắc hoài luôn á. Ông tèo mượn luôn. Nội tạc rồi mà lỡ biết rồi muốn con bị bật. Con chịu được luôn nghe chưa. Chán không chịu được luôn. Chán con mở ghê luôn. Ông nói đi. Ông ngồi ngủ. Chỗ đâu ông ngồi ngủ? Chỗ đã có được cái nhiều gác lắm á. Nhìn em nè. Ừ, thôi gác vô. Đã có được cái kẹo luôn rồi đó. Ừ. Có nguyên hai cái kẹo luôn. Ai làm bể xong cái làm nát xong cái bị con dục nốt luôn rồi. Không nổi ăn no chưa? Ông nội ăn no chưa mà ông nội về trước vậy? Lấy đó chi vậy? Đừng, cái này là này, ăn uống tối qua. Lát rồi. Con muốn đi gọi sư. Nhân viên ở đây hồi sư. Đi vô phòng mày, vô phòng mày. Phòng mày. Phòng mày. Chị nói đi xin. Đâu rồi ông bà nội đâu rồi? Ở dưới kia. Rồi ông bà nội cho cháu thấy ông nội lên. Chưa đồng mình đủ chưa? Không không được xuống, không được bước xuống. Kêu ngoại ơi. Kêu bà ngoại coi. Ba ơi. Kêu lớn lên. Ba. Kêu bà ngoại đâu rồi? Không được bước xuống. Ngoại không? Hả? Ngoại đâu rồi? Rồi bỏ lạc ngoại rồi. Lạc ngoại ở lại rồi. Ừ.
cô chú chị về nhà ở đây.